Lúc mới chuyển nhà đến khu xóm này, tôi đã nghe lũ trẻ con ở đây nói về ông kệ. Ông kệ là một người xuất hiện trong những lời dọa nạt của người lớn để lũ con nít ngoan hơn. Ông ta có vẻ ngoài đáng sợ và thích ăn thịt trẻ con. Mà trên đời làm gì có ông kệ cơ chứ? Nhưng tụi nó nói ông kệ là có thật. Lúc đó, do thấy tôi có vẻ không tin nên đứa nào cũng phấn khích tranh nhau nói những điều tụi nó từng chứng kiến. Tụi nó nói chỉ có thể nhìn thấy ông kệ vào ban đêm. Ông ta có dáng người thấp bé nhưng lại vác một cái bao rất lớn dùng để bắt tụi con nít hư. Đáng sợ nhất là ông ta thường kêu la rất lớn tiếng nhưng không ai nghe rõ ông ta đang nói gì. Câu chuyện về ông kệ vẫn được lũ con nít nhao nhao kể, nhưng tôi thì lại để ý đến một đứa khác. Nó có vẻ im lặng nhất trong bọn, chẳng nói lời nào nhưng trông lại buồn rười rượi. Thằng nhóc ấy tên là Khôi. Hồi ấy vì vẫn còn là trẻ con nên câu chuyện về ông kệ cũng khiến tôi sợ hãi lắm. Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng phần tin tưởng thì nhiều hơn. Có một buổi tối, do mãi chơi ở nhà đứa bạn nên tôi quên cả giờ giấc. Đến khi nhớ ra thì cũng đã hơn 9 giờ tối. Lúc ấy là cũng đã muộn lắm rồi. Tôi đi về trên con đường làng chẳng còn ai. Thình lình, một bóng người đằng trước thu hút sự chú ý của tôi. Đó là dáng người thấp bé đang cầm một cái bao lớn. Dáng đi của người ấy cũng khập khiễng, nhìn trong bóng đêm rất đáng sợ. Tôi nhớ đến lời kể của tụi bạn về ông kệ, mồ hôi toát ra ướt cả áo vì sợ hãi. Tôi ù té chạy thật nhanh, nhưng lúc này người đàn ông đáng sợ ấy la hét lên những tiếng kêu không rõ nghĩa, khiến tôi điếng hồn hơn. Đến lúc này tôi mới tin lời của đám bạn trong xóm là thật. Hậu quả cho sự việc ấy chính là tôi làm rơi một chiếc dép trên đường lúc nào không hay. Mẹ tôi biết chuyện nên mắng tôi một trận và bắt tôi ngày mai phải quay lại tìm cho bằng được, nếu không là no đòn. Sáng hôm sau, tôi vội vàng chạy đến đoạn đường gặp ông kệ hôm qua để tìm lại chiếc dép mình làm rơi. Nhưng khi đến nơi, tôi thấy thằng Khôi đã đứng ở đó. Nó nói rằng hôm qua ba nó có nhặt được chiếc dép của tôi, để nó dẫn tôi về nhà nó lấy. Tôi nghe thế thì vui lắm, vội vàng theo nó về nhà. Nhưng khi đến nhà nó, tôi hoảng hồn khi nhìn thấy một người đứng trước cửa. Đó chính là ông kệ, người đàn ông đáng sợ tôi gặp hôm qua. Tôi quýnh cả lên, toan chạy đi thì thằng Khôi mới nắm tay tôi giữ lại. Có vẻ nó đã đoán được phản ứng của tôi từ trước đó. Khôi nói ông kệ trong lời mấy đứa bạn chính là ba nó. Ba nó là một nạn nhân của chiến tranh. Ông bị mảnh bom găm vào đầu, chèn lên dây thần kinh nên trí óc không minh mẫn, ảnh hưởng đến cả việc đi lại và nói chuyện. Tối hôm qua, ba nó khi đi nhặt ve chai trên đường thì bắt gặp tôi làm rơi dép. Muốn nhắc tôi quay lại nhặt, nhưng tôi vì sợ hãi nên chạy đi quá nhanh. Sau khi tôi nghe Khôi kể, ba của nó chẳng còn đáng sợ nữa. Ông trông thật đáng thương. Thảo nào Khôi khi nghe đám con nít nói về ba mình thì nhìn nó buồn so. Nó nói ba nó tuy tật nguyền và nhìn đáng sợ, nhưng ông lại là một người rất yêu thương nó. Ông hay đi nhặt ve chai vào buổi tối để kiếm thêm tiền nuôi nó. Những năm sau đó, thằng Khôi trở thành người bạn thân thiết nhất của tôi. Nó là đứa bạn hiền lành và tốt bụng nhất mà tôi có được. Cũng hợp lý thôi, nó trưởng thành và được nuôi dạy bởi một người cha tuy thiếu thốn đủ bề nhưng lại có một trái tim đầy ắp tình thương.